Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình sẽ có bác mẫu xe đạp địa hình XDS Romanxi 300, chiếc xe đạp địa hình leo núi, được trang bị bộ chuyển động Shimano Alivio, cặp bánh 26 inch khung nhôm, toàn bộ xe là nguyên bản chính hãng, nhập khẩu nguyên chiếc, thương hiệu XDS, rất là quen thuộc với các bác chơi xe và sử dụng xe đạp. Thương hiệu nổi tiếng về những chiếc xe đạp mà giá rẻ và cấu hình nó mang lại rất là cao. Nên về chiếc XDS tông màu đen phối xanh, model Romanxi 300, thiết kế rất là đẹp, dây chạy âm sườn, toàn bộ khung là khung nhôm. Tổng thể xe thì còn tương đối là mới, nó đã qua quá trình sử dụng là xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Đây, tổng thể thì em quay tổng thể cho các bác xem đây, rất là mới. Thì những cái vân lốp được sử dụng rất là ít, nó chỉ hơi mòn tí đoạn này, còn lại gần như là mới tinh. Thì cái lốp chủ cũ họ đi cũng rất khá là ít nên họ bán lại, giữ được độ mới của chiếc xe còn rất là tốt. Bánh 26 inch, bánh nguyên bản, bây giờ bạc đạn, bây giờ bi vòng của lip là 2, 4, 5, 6, 7, 9 thằng lip đồ Alivio. Đề sau Alivio gặp đĩa trước Asira với 9 thằng lip, 3 thằng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Giảm sóc dầu theo xe này. Phần ghi đông cũng được trang bị bộ tay bấm của Alivio, 9 thằng lip, 9 thằng lip, 9 thằng lip, phanh dầu Shimano. Và giá của em đang bán là 6.900.000, được giá rất là rẻ cho chiếc xe đạp có hình tương đối là cao. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 56 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 thì phù hợp. Đùi trục rỗng, đùi nguyên bản trục rỗng, trang bị 9 thằng lít và 3 đĩa. Cái giá bán chiếc xe bên em đang bán chỉ có là 6.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.